먼저 두산 빈화가 이런 드림하우스를 6번째 제공하게 된 것에 대해서 대단히 기쁘고 자랑스럽게 생각합니다. 두산 빈화가 융꺼지역, 광화의 성융꺼지역에서 자리 잡고 있는 로컬 기업이 되기 위해서는 사회봉사활동, 그리고 특히 인민의 질, 삶의 질을 향상시키기 위한 노력을 우리 계속해야 되는데 이 드림하우스 프로젝트가 그 중요한 활동의 하나가 되고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 앞으로도 두산빈화는 융꺼지역의 인민들의 삶을 향상시키기 위해서 계속적으로 노력할 것을 약속드리면서 특히 우리 직원들이 이 프로젝트에 참여해서 스스로 자부심을 느끼고 또 좋은 활동을 가지고 보람되게 생각하는 것 자체가 저로서는 굉장히 기쁘게 생각하고 앞으로 계속적으로 이런 활동이 진행될 수 있도록 노력하겠습니다. Ban chấp hành công đoàn ở công ở ở xưởng CBA cũng rất là vui mừng và phấn khởi là anh ấy được diện là có cái chương trình The Dream House và hôm nay là đến đây để mà hoàn thiện nốt cái nhà này. Nói chung là tôi rất phấn khởi và cũng rất là thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc. Nhìn ngôi nhà rất là khang trang, đẹp và các tình nguyện viên là rất là hăng say làm việc theo đúng cái tấm lòng của mình. Hôm nay là công ty Đô Son, ban lãnh đạo công ty Đô Son và các ngành, các giới cũng như là Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Ổ, ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban lãnh đạo chính quyền địa phương tận tình giúp đỡ cho em Đặng Quang một ngôi nhà được ấm ớp, không có gì hơn. Thì tôi đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty Đô Son và các cấp chính quyền địa phương. Xin hết lời. Ông hai ba người. Cô tặng đây à? Cô tặng hoa cho ngài tổng thống. Ba, bắt đầu. Như vậy là không thay mặt cho chính quyền địa phương. Tâm nguyện của mình chia sẻ những khó khăn, đó là truyền thống của Việt Nam, tôi rất lấy làm vui mừng về các bạn. Sống trong một ngôi nhà ấm cúng thoải mái thì nhất đó là chương trình sửa chữa nhà cho người dân địa phương, cái đó gọi là dạ, đó là về y tế từ thiện. Tâm tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Đâu quay rồi. Không biết chạy đường sang chỗ đâu, đường sang chỗ có. Gạch mai không được cho, gạch mai không được sơn á.
Đặt máy không ấy. Hai ba cười đi ạ. Cười lên, cười lên. Làm từ thiện vui cười.